Huỳnh Thị Thanh Trúc, Tây Ninh. Cô gái mắc bị bọ lệch ăn xin được giải cứu. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Trúc, 24 tuổi, hiện đang làm công nhân. Em có khuyết tật sụp mi bẩm sinh, hễ cứ đi đến đâu cũng bị mọi người trêu chọc là mắt lé, mắt bị bò lệch ăn vì hai mắt của em không bằng nhau. Một bên mí mắt to, một bên mí mắt lại nhỏ. Em rất mong được chương trình giúp đỡ để em không còn tự ti khi giao tiếp với xã hội. Những ngày tháng qua, em đã vô cùng khổ sở khi nghĩ về chính mình. Với đồng lương công nhân, em tặng tiện chỉ đủ sống, còn một chút để gửi về cho gia đình ở quê. Cho nên, dù đã tìm hiểu rất kỹ về bệnh viện, nhưng vẫn chưa có đủ nguồn kinh phí để được làm thẩm mỹ mắt. Em hy vọng rằng chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới sẽ mở ra cho em một cánh cửa mới để hoàn thiện ước mơ của bản thân. Em xin chân thành cảm ơn.